Rồi xin chào anh chị ha. Sau một thời gian bán mút thì có một cái câu hỏi em nhận được rất là nhiều. Đó là hỏi mút của em có phải là mút thật hay không. Thì hôm nay em quay video này cũng vừa giới thiệu sản phẩm mút tới các anh chị và cũng vừa trả lời câu hỏi đó luôn ha. Thì thật sự bên em thì cũng đi lấy hàng, nói thẳng ra đi lấy hàng cái chỗ em nhập hàng cũng chưa thấy mút giả của cái loại này là nó như thế nào. Cho nên là hôm nay em sẽ quay thật là chi tiết cái hàng thật bên em cho các anh chị mình xem từ bên ngoài bao bì, băng keo, nhãn mác tất tần tật ha, để anh chị mình có thể có cái nhìn sơ bộ về cái hình thức cũng như là những cái đặc tính của cái hàng bên em ha. Đây bao bì bên ngoài nè, đây cái này thì in made in Hà Lan ha. Những cái phần này thì em nghĩ là in giả cũng in được thôi. À, nhưng mà cái mức độ sắc nét rất là cao ha. Thứ hai nữa là cái giấy này là siêu cứng anh chị, giấy này cứng cực kỳ. Hàng thật thì nó cứng vậy chứ hàng giả chắc không cứng đến mức độ vậy đâu. Hàng này siêu cứng luôn. Đây cái hàng này là băng keo, là chỉ có một lớp keo này thôi, không có dán keo nào khác ha. Đây là keo riêng của cái hãng này luôn. Đó, nó chỉ dán có hai miếng ở bìa này thôi, này phải cắt ra, không có dán băng keo trong ha. Băng keo trong cái này là em ràng lại cố định ba cái thùng này lại với nhau. Đó. Giấy của nó thì rất là cứng, cái này nó cứng hơn cái thùng hồ đẹp nhiều nha anh chị. Ở Việt Nam mình thì cái thùng hồ đẹp là đã cứng hơn cái thùng giấy lưu hành ở thị trường mình rất là nhiều rồi, mà cái thùng này nó còn cứng hơn nhiều nha anh chị. Bẻ cứng lắm anh chị, rất là cứng, mỏng hơn thùng hồ đẹp nhưng mà lại cứng hơn thùng hồ đẹp ha, mỏng hơn nhiều, bóp bóp gần như là không lún luôn đi. Góc này ấn thoải mái. Rồi về cái bao bì bên trong thì các anh chị có thể để cái miệng này nè. Đó, hàng này thì cái đóng cái miệng rất là kỹ nha. Đó, đóng rất là đẹp, kể cả cái đường cắt này cũng rất đẹp, không hề có lem nhem nha. Đó, đóng rất đẹp. Và ở đây cái nhà sản xuất người ta làm cũng rất là kỹ, người ta đục những một cái hàng lỗ thông hơi nè. Đó, để tránh cái trường hợp mà ví dụ như là ném cái thùng mạnh quá thì cái mút này nó ví dụ ba cái thùng dựng đứng lên á thì bên trong này nó sẽ xẹp từ từ để không có tình trạng bị vỡ cái cục này. Cái cục này nó rất là dễ vỡ nha anh chị. Cái hàng rất là dễ vỡ. Đó, ở đây nó có những cái hàng lỗ thông hơi nhìn nó rất là làm rất là kỹ ha. Đó. Và đường dập rất kỹ luôn. Này em sẽ cắt ra quay cho anh chị xem cục bên trong này ha. Đây, cái cục mút này thật ra nó kêu là mút nhưng mà nó rất là dễ vỡ như gì. Hà Lan thì mút móng ngựa ha. Đó, mút này rất là dễ vỡ. Đây, đó, bẻ cái là nó vỡ liền nè. Rất là dễ ha. Mút này là em sử dụng vừa nhập về, vừa sử dụng và vừa chia sẻ cho anh chị ha. Đó, cái loại này rất dễ vỡ cho nên là cái thùng này nó sẽ rất là cứng và bên trong nó chia ba bọc ra để vận chuyển không bị vỡ ha, và nó có hơi như thế này để thoát từ từ, để khi mà ví dụ ai mà lỡ dựng cái thùng lên á thì nó sẽ xẹp từ từ, nó không có bị vỡ cục này ha. Đó. Đây cận cảnh cái cục mút nè, bên trong này là nó hữu cơ, những gì nhìn kỹ là sẽ thấy là những cái xác thực vật bên trong này. Đó. Rồi về bán hàng thì giá vẫn không đổi nha anh chị, 7.000 một cục, ship từ 20 cục và 50 cục thì bao ship ha, 50 cục trở lên em bao ship. Đó, anh chị nào muốn sưu tầm hàng chất lượng thì liên hệ ha. Rồi xin chào các anh chị nha, cảm ơn các anh chị đã xem video ạ.